Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Rô đây. Thảm. Thấy vô gỗ là khoái lắm. Chiến thuật giả ngu đã ăn được 2 kill. Thì hôm nay mình sẽ chơi búa gỗ trong đấu đơn cận chiến anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm về 2 cây búa gỗ luôn. Một phiên bản đó chỉ là một phiên bản bình thường và phiên bản báu vật GB mới là lần này của đợt kích. Báu vật GB nhưng mà phiên bản búa gỗ. Chạy đâu? Ok. Cực yếu nha anh em. Thì luật chơi vẫn như cũ, cứ 10 mạng là mình sẽ đổi một cây vũ khí một lần. Thì hai cây này đổi hay không thì cũng không có tác dụng gì đâu. Nó cũng như nhau anh em ạ. Nhìn. Nhớ bạn. Ui, đông. Đi đâu? Một chuột phải, hai chuột trái mới đi à. Quá yếu. Ê, từ. Ngược đắc lợi anh em ơi. Bon. Châu bò đánh nhau dưới mũi hưởng anh em ơi. Bây giờ phải chơi chiến thuật như vậy. Đây. Mông lộp. Úi xời. 5 kill anh em ơi. Cố kiếm một cái multi bằng búa gỗ nào. Ơi trời ơi. Mày sao? Mày làm sao? Multi kill. Trời ơi, mấy kill rồi. Multi kill rồi. Vào đây bạn ơi. Hiện cái gì? Úi trời ơi, vỡ mồm. Thằng Lin nó biết mình yếu máu rồi, từ anh em ơi. Mày ấy à. Lì này, vua lì đòn. Nào, vô đây. Thấy búa gỗ mà không tham à. Mày phát multi rồi mày. Từ tập trung anh em ơi. Không rìu đấy, vô đấy, mày vô đấy. Biết mình yếu máu rồi đấy, à, nhự. lì đấy. Bon. Thấy sợ chưa? Chưa biết sợ là gì à, vỡ mồm. Con táo anh em ơi. Ảo tung chảo. Đây, cội bóng lốp, mình chỉ có cội bóng lốp mình mới liếm được, ok chưa? Liếm ơ. Đây rồi. Cơ hội đây rồi. Lại mồm, tiếp đi. Rồi. Mày vậy ơi. Mày. Lì. Bong. Trời ơi, lại mồm. Phê thế. Bạn này không biết được bao nhiêu kill ấy. Ấy ôi. Chưa bao giờ mình chơi búa gỗ mình được nhiều kill như thế này luôn anh em ạ. Wi-Fi nó sao lại xa thế nhở? Nhưng không sao, thì đã hơn 10 kill rồi nhá. Mình đổi qua cái búa gỗ phiên bản gọi là nguyên sơ thủy. Không khác gì nhau đâu anh em ơi. Nhìn nữa vô đây. Ôi giời. Lâu lâu những cái pha ảo quá thì mình không đỡ được anh em bạn. Thường chơi cây búa gỗ này thì 100% anh em phải thủ rồi, gần như là không thể lao lên mà đơm nhau được đâu. Độ ảo của nó khi ở gần đối thủ ấy, nó không có độ ảo luôn anh em ạ. Nó phải có một chút khoảng cách gì đó thì nó phải ảo được một chút. Ủa, ví dụ như thế này đấy, ví dụ anh em cứ làm theo ví dụ là anh em sẽ có kill bằng búa gỗ ngay. Bằng búa gỗ ngay. Ok. Tiếp tục nào. Cố gắng lên 10 kill để đổi cái vũ khí nào. Lúc nãy được một pha bay multi quá. Bây giờ không biết bao giờ mới được phát multi đây. Ê, đánh nhau. Phang nhau. Ok. Chuột phải rất yếu nhá. Chuột phải vào người gần như là nửa cây máu thôi anh em ạ. Ôi, không tin là không có thể đâm được bạn. Ngồi. Sao mà đỡ được với cái cây vũ khí gắm lọ này. Liếm. Trời. Không liếm được chứ. Đúng là tham một tí thôi là không liếm được cái gì đâu anh em ơi. Mày vỡ mồm. Ngày xưa mình đã từng một thời chỉ chơi búa gỗ với dao mà. Nên có thể là gọi là cũng liếm liếm được khá mạng nhờ chơi búa gỗ đấy. Úi trời ơi, ngày xưa ăn hành búa gỗ nhiều bây giờ chai sạn cảm xúc. Vô đây. À, nó không công mình không làm được gì hết á. À, là
rồi, đang tự ti bản thân à, mình cho bạn đi luôn. Láo, ok. Láo. Úi dồi, ngon. Multi nào. Trời ơi, không multi được em ơi. Nhưng mà được cái đổi vũ khí được rồi em ơi. Quay lại cái vũ khí phiên bản gọi là Hammer logo này nào. Còn có mấy chục giây thôi. Em liếm. Thì nhìn ra quắn mày rỉa máu kinh lắm, không biết mình có liếm được không. Đấy, thấy đáng sợ chưa. Ấy à, sao nó xem xa thế nhở. Úi xời ơi. Ôi xời ơi. Cái bugot này gặp lại gọi mấy ông rỉa máu là coi như tắt điện anh em ơi. Liếm, 41 kill, ơ kìa. 41 kill. Trời ơi. Lấy một multi anh em ơi. 19 phát multi. Ok, tiếp tục nhé anh em ơi. Vâng, đây là lần đầu tiên mình chơi bugot mà mình được 19 phát multi anh em ạ. Ôi trời ơi, chạy đâu, liếm mày. Trời ơi, nó phải gọi là quay mòng mòng. Làm sao mà nó được. Ê, sao kìa. Ôi trời, cái vít này. Ông chém mù mắt quá đấy. Úi trời ơi, ôi, phát đấy có vào đầu kìa, lừa. Ôi, nét. Thôi sao rồi, ôi, quay lại, cũng gặp mấy ông rỉa máu, sợ quá. Mình nhớ ngày xưa một thời mình chém cái cây Thuận Thiên Kiếm ấy được 25 kill. Phê vãi lìn đây. Nhưng mà thời điểm đó nhiều anh em. À vừa nhắc Thuận Thiên Kiếm. Thuận Thiên Kiếm này. Lâu lắm rồi mình mới thấy lại cái vũ khí này đấy. Tại bây giờ nó không bán trong cái hàng điểm nữa. Hiếm phết đấy. Nhớ ngày xưa gọi là trừ yêu diệt zombie bằng cái Thuận Thiên Kiếm. Mày rỉa máu ai. Mày 4 kill. Giờ vẫn nhớ lại nhỉ. Mới đó mà cũng đã 4 đến 5 năm rồi đấy. Lâu lắm mà không làm được cái Thuận Thiên Kiếm nhỉ. Đi đâu à, Thuận Thiên Kiếm này. 6 kill anh em, từ từ tập trung phát multi cái. Multi. Ây ha. Chơi gì máu anh hay. Ây không được multi rồi. Ây vừa tròn mấy kill luôn, được đổi vũ khí anh em ơi. Đấy mình cứ xoay quanh hai cái vũ khí khắp lòi thôi. Anh em có thấy sự khác biệt hay không, chứ mình chả thấy sự khác biệt gì hết. Khắm như nhau. Gặp mấy ông lao vào thì mình có thể ăn được thôi, chứ gặp mấy ông thủ là mình chịu. Ui ôi, vip nguy hiểm quá. Ngon. Chém bừa vào đâu. Tuyệt vời. 4 kill anh em ơi. Còn 44 máu, không biết mình có thể làm phát multi gọi là xoay chuyển càng khôn không nhỉ. Chạy đâu bạn ba cuối đâu. Ui ôi. Ảo chưa. Ôi toàn rỉa máu rồi, thật sợ quá. Chạy thôi. Ui 50cc ạ. Chém quá yếu. Nhưng không sao, nếu được vài mạng là mình cũng mừng lắm rồi. Gọi là multi là gọi là may mắn lắm. Thì may ra mới được một pha multi thôi. Không quá trông chờ về cái bú gỗ này anh em ạ. Hello. Ui mắt tôi à, căng thẳng quá. Ui không, đừng rỉa máu. Đúng rồi, đập nó. Ui. Rỉa máu thanh niên kia có 29 máu. Pha đấy không mà được kill thì pha nào được kill, nó cày thế. Canabit, mình sợ cái canabit lắm anh em ơi. Đứng gần chém hụt cái đi à. Ừ hên quá, chém không hụt. Vô đấy. Vô. Bốc hơi. Yo. Ê, ông cần biết này. Ôi, cái chân lìn này cứ lìn rỉa máu mình ạ, sợ vãi lìn. Sao kìa bạn ơi. Sao kìa. Ôi. Nhìn này, ơ kìa. Yếu máu này. Cái rít này. Vỡ mồm. Ôi, multi được rồi. Đổi vũ khí. Làm sao? Ê, cái gì đây? Cái gì đây? Quay quá, đã mất gọi là -99 rồi. Quay cả trường thật. Nào, đứng lại các bạn. Ôi, ông này rỉa máu. Ôi, 59 máu. Vâng,
một pha gọi là tình thương mến thương, hai đứa gọi chạm môi vào nhau nhưng mà có vẻ sát thương nước bọt của bạn ấy quá khủng khiếp. Mày chạy đâu, mày chạy đâu, mày chạy đâu. Ui bố gỗ. Trời. Nồi hai thằng ngồi cả dây với nhau ạ. Đi đâu? Ừ thì đi đâu? Ơ kìa. Lì nhỉ. Chạy. À. Ngon, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Xong rồi. Ôi vẫn sống. Ui. Ui ơi. Trời. À. Sao mình có thể chép hụt nhiều như vậy nhỉ? Đây rồi. Ôi. Cái gì? Hết hồn, hết hồn. Em vẫn sống. Em vẫn sống, em vẫn sống, em liếm được 2 kill. Pha này cố gắng gọi là lên trận này mình cố gắng lên được 40 kill là mình thấy may mắn lắm rồi anh em ơi. Mày xong. Mày. Cái gì đấy? Bờ linh chúng tôi này. Tốc biến dịch chuyển từ lượn mưa hết. Ơi ơi ơi, chạy đâu bạn ơi? Chạy được đi đâu bạn ơi? Ông mấy ông này không có giáp mày quá. Ơi ơi không trúng kìa. Ảo ma la ra đây. Thôi xong rồi. Ném ông rỉa máu ấy. Chạy đi đâu? Chạy. Chạy hộ. Ok nó chạy được rồi anh em ơi. Cố lên nào, cố lên nào. 40 kill nhá. Cố gắng 40 kill anh em ạ. Oh, vừa mồm. Ok. Mong cả đuôi chấn nhanh quá anh em ạ. Cáp sát một tí thôi là mình thấy bốc hơi đấy. Đi động, đi động. Đi đâu? Chém như gãy ngứa vậy. Ngồi chém nhau đi, chém nhau, yếu nhau rồi đúng không? Yếu nhau rồi ngồi cái gì nữa. Một kill thôi anh em ơi, mình sẽ được 40 kill. Ok baby, yes. Hoàn thành chỉ tiêu anh em ơi. Quá tuyệt vời. 41 kill không? 41 kill, ok. 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 Ok, thôi clip của mình cũng đến đây thôi nhá. Một pha multi quá lời mồm rồi. Bye bye anh em.